Đây chính là cái bộ đếm sản phẩm mà mình đã lắp ráp mà tích hợp vào cái bộ cuốn dây đồng của mình đây, các bạn có thể thấy này. Đó. Và nó sẽ có thêm một cái bộ cảm biến từ, công tắc từ. Với cái bộ này thì mình sẽ lấy nó từ cái mà tạo độ ẩm từ các hình con thú ấy, thì nó sẽ có một cái cảm biến như thế này. Và cái cảm biến này thì mình sẽ bắt vào đây này các bạn này. Ở đây nó có một cái lỗ ốc này. Thực ra nó không phải là lỗ ốc mà nó chỉ là một cái lỗ để bơm dầu thôi bên trong này. Và mình đã tiến hành lót cái đồng lá vào đây hoặc là một cái vật dụng gì đây để mình có thể bắt ốc được. Thì các bạn có thể thấy rằng mình bắt ốc ở đây là rất là chắc chắn như thế này. Và khi mà mình quay cái này, motor nó quay này, thì ở chỗ này có một cái nam châm. Cái nam châm này chả phải dính gì cả các bạn nhé, bởi vì cái đặc tính nó sẽ hút sắt rồi, hút sắt và thép. Thì mình đã bắt nó vào đây, và khi quay thì đến cái vòng như này là nó sẽ nhảy số này. Đó, nhảy số này. Đây các bạn thì nhìn thấy là nó sẽ nhảy số nhá. Đây mình quay này, nó đang đếm 756 này, 757 này. Đó, các bạn thể thấy rằng nó đếm như này. Phải ấn cái nút gọi là nút tạm dừng này thì chúng ta sẽ quay, nó sẽ không đếm vòng nữa và chúng ta sẽ xử lý cái vòng bị lỗi. Đó, đây là mình reset lại này, và muốn đếm lại thì chúng ta sẽ lại nhả cái nút tạm dừng này ra thì nó sẽ chạy này. Đây là nó sẽ đếm vòng này, và mình sẽ vặn được cả cái nút chỉnh nhanh chậm ở đây. Đó, nó sẽ chậm lại này. Đó, tùy theo cái nhu cầu quấn này. Đối với cái việc mà quấn dây đồng nhỏ và cần tốc độ cao thì mình sẽ vặn cao hết cỡ. Công tắc này là công tắc để đạp chân vào, còn lại là tay sẽ giữ cái cuộn dây đồng. Rất là mượt mà luôn. Bây giờ thì mình sẽ thử cuốn thực tế một cái lõi cuộn cảm với cái dây đồng này, là dây đồng 0.95, tức là cũng gần 1 ly rồi đấy các bạn. Đó, đây mình đang ôm cái máy này ra là nó làm hơi khó cái thao tác này. Mình sẽ reset về 0 này. Và đây chính là cái thành quả này. Cuốn máy thì nó rất là đẹp luôn. Đây là số vòng đếm được của cái cuộn cảm, là 55 vòng. Thì đối với cái bộ mà đếm sản phẩm này thì mình làm video này cho các bạn có thể tham khảo. Những em nào đang sử dụng cái cuốn dây đồng hoặc là chế những cái bộ máy đếm sản phẩm mà chúng ta cần dùng thì có thể sử dụng cái loại này, cũng rất là hay và cái giá cũng rất là rẻ. Ở cái video, một vài video trước thì mình đã review về cái này rồi, giá cũng rất là rẻ thôi. Đó, còn ở đây mình sử dụng thay thế cho cái bộ đếm dây đồng mà nó đã bị hỏng. Ở đây nó có một cái công tơ để đếm số vòng ở đây, nhưng mà nó bị hỏng rồi. Cái loại đó là loại sử dụng vật lý, và mình chuyển sang cái loại sử dụng bằng điện tử như này. Rất là hay và nó dễ nhìn hơn nhiều. Đó, thì đây là một cái video cho các bạn có thể tham khảo nhé. Cũng như là cái bộ máy mà mình độ lại để cuốn bằng điện như thế này. Đây, cái này rất là tiện này, chân đạp luôn ở đây, còn tay sẽ giữ dây đồng ở đây, xử lý rất là linh hoạt luôn và dễ dàng. Rồi, và mình sẽ kết thúc cái video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ lần sau.